Hi, xin chào các bạn đã đến với Sin Tarot. Thì chủ đề của trải bài này là ấn tượng của người ấy về bạn. Và vì đây là một trải bài chung nên mình mong mọi người hãy đón nhận thông điệp một cách cởi mở nhất nhé. Điều đầu tiên mình thấy người này ấn tượng về bạn vì bạn là một người trưởng thành. Cái cảm nhận của họ là như vậy, từ suy nghĩ tới cái cách hành xử của bạn. Nhưng mà cái trưởng thành của bạn đó, nó không có bị cứng nhắc, và bạn vẫn vui vẻ, bạn vẫn hòa đồng. Và cái cách nói chuyện của bạn rất là cuốn hút. Kiểu họ sẽ thấy cái ngoại hình của bạn so với cái tính cách thật, cái suy nghĩ của bạn nó sẽ khác nhau rất là nhiều. Và họ cảm thấy bạn rất là khác với những người mà họ từng gặp, là họ khá là ấn tượng với bạn vì cái điều đó. Có một điều nữa là họ thấy bạn cân bằng giữa lý trí và cảm xúc rất là giỏi. Và những cái điều mà bạn hành động hay là đưa ra quyết định nào đó thì bạn cũng đã suy nghĩ rất là kỹ khi mà đưa ra quyết định hoặc là đưa ra cách giải quyết. Nên là cái điều đó là cái điều mà họ muốn học hỏi ở bạn nữa.